Em xin chào anh chị nha. Hôm nay em xin quay cái lô Mỹ Hồng của em lên cho anh chị cùng coi nha. Đây là cái mặt bông của cây bông trang Mỹ Hồng. Đây là cây giống nha. Cây này nó lên bông nên em lấy cái mặt bông của nó em quay lên cho anh chị coi. Cây Mỹ Hồng em bán cây giống là cây như vậy đây. Em lấy đại một cây ra nha. Cây này cao 3 tấc nè. Hàng ba tắc hết nha, hơn cây ăn của mình đó. Đây, cây tre này em cầm cây tre này là cây 4 tắc nè. Đo vô một gan là của mình là 2 tắc nữa nè, lên đây là 1 tắc nữa nè. Cầm xuống 1 tắc rồi, là 3 tắc nó có ngang đây thôi. Cây này lên tới đây là nó 4 tắc luôn rồi. Đây, lô Mỹ Hồng, bao xanh, bao đẹp nha. Này là cái con này mới ra chậu nè. Con hàng nè. Cây bao đẹp. Tính ba tắc cho nó dễ, tại nó có lọt sọt lỡ cỡ ở trong nữa. Như cây này là nó 4 tắc nè. Đa số lô của em là nó 4 tắc luôn nè. Trồng về ra đất là mau lớn pha liền. Một cây như vậy là em bán là 30k. Em giao lần 10 cây nha anh chị. Em gửi ship là 10 cây 300k, em bao ship. Em không bán lẻ nha. Em ship lần 10 cây thôi. Còn anh chị nào mà trồng vườn số nhiều đó, ví dụ như mà vài trăm cây hơn ngàn cây gì đó, thì cứ alo trực tiếp qua số điện thoại của em là 0337432691 thì em có giá tại vườn nha. Còn giá em gửi lẻ đi là 10 cây 300k bao ship. Em ship một lần là 10 cây nha anh chị. Cây của nó như vậy đây. Bao mướt, bao xanh luôn. Rồi em cảm ơn anh chị đã xem cái video của em nha. Hàng ở ngoài là em trồng đất nè. Mấy cái cây mà em giao nó si đó, em đem ra em trồng nó lên bông nè.